Dạ, xin được mến chào tất cả cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh. Ngày hôm nay lại không ngoại lệ, tiếp tục lại là một căn nhà nằm gần chợ Bình Chánh. Căn nhà hôm nay thì với diện tích là ngang 4 dài cho 20, sẽ thiết kế cho mình là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Sổ hồng riêng có sẵn, quý cô chú và anh chị mua là có thể đi sang tên công chứng luôn trong ngày thanh toán. Dạ thì kênh của em Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh sẽ chia sẻ rõ ràng chân thật cụ thể từng thông tin của căn nhà gửi đến cho quý cô chú và anh chị cùng tham khảo để tránh làm mất thời gian của quý cô chú và anh chị. Dạ thì em cũng mong sẽ được là người đồng hành với quý cô chú và anh chị sớm tìm được căn nhà phù hợp nhất. Dạ thì để không làm mất thời gian của quý cô chú và anh chị nữa, em sẽ đi vào chi tiết của căn nhà ngày hôm nay để cho quý cô chú và anh chị cùng tham khảo. Dạ thì căn nhà của mình ngày hôm nay có một khoảng sân trước rất là rộng rãi để cho quý cô chú và anh chị mình có thể thoải mái đậu ô tô hoặc là rất nhiều xe máy ha. Khoảng sân này của mình á, thì cũng đã được lót gạch sạch sẽ rồi nè. Xung quanh á, thì được xây tường lên cho mình rất là cao, cũng đã được ốp gạch luôn. Cửa chính cửa rào của mình thì được cho gia chủ trang bị cho mình là loại cửa sắt hai cánh nha quý cô chú và anh chị. Bên trên nó có làm cho mình một cái mái che nhỏ à, thì một tiểu cảnh rất là đẹp ha, có thắp sáng những bóng đèn cho mình luôn. Dạ căn nhà của mình đó thì điện nước đã có sẵn, đồng hồ điện nước riêng, quý cô chú và anh chị mình xài bao nhiêu thì mình thanh toán bấy nhiêu ha. Dạ mời quý cô chú và anh chị mình đi vào tham quan căn nhà ngày hôm nay. Dạ thì căn nhà của mình với diện tích là ngang 4 và 20 được xây dựng hoàn toàn trên đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, sổ hiển thị đất thổ cư và căn nhà ngày hôm nay đất tại đô thị luôn nha quý cô chú và anh chị. Dạ căn nhà của mình thì nằm trong một vị trí là trung tâm thị trấn, xung quanh đầy đủ tiện ích. Dạ đây là không gian bên trong căn nhà của mình, phòng khách của mình khá rộng rãi để cho quý cô chú và anh chị mình thoải mái bố trí nội thất. Tông chủ đạo căn nhà cũng được chọn là màu trắng để cho quý cô chú và anh chị mình có những gam màu phù hợp cũng như là yêu thích của gia đình mình. Gạch tường thì được ốp gạch cao lên cho mình tới 1,6 m nè. À, chọn một cái màu cho mình rất là nhã nhặn phù hợp cho căn nhà sang trọng ngày hôm nay. Dạ thì ở dưới chân cầu thang á, của mình nó có một khoảng trống nhỏ thì quý cô chú và anh chị mình có thể thiết kế thêm những kệ tủ để cho mình đựng những vật dụng không cần thiết ha, làm cho nhà mình gọn gàng hơn. Dạ thì căn nhà của mình sẽ thiết kế cho mình một phòng ngủ đầu tiên ở dưới tầng trệt để cho gia đình mình nếu có người thân lớn tuổi thì mình có thể tiện việc sử dụng. Phòng này bên trong cũng được dán gạch tường cao lên tới 1,6 m, có trổ cho mình một ô cửa sổ. Cửa sổ được làm cho mình là loại cửa nhôm Sifa kính cường lực mờ. Các ổ điện đường dây đã được chừa sẵn đầy đủ để cho quý cô chú và anh chị mình về thì sử dụng. Lối đi dọc hành lang của mình thì được chừa khoảng 1 m, gạch tường cũng được ốp gạch cao. Còn đây là không gian phòng bếp của mình. Phòng bếp của mình đã lắp sẵn kệ tủ trên, kệ tủ dưới, mặt bếp được ốp gạch sạch sẽ, được chọn là loại gạch màu đen để cho quý cô chú và anh chị mình lau chùi dọn vệ sinh sẽ dễ dàng hơn. Ở khoảng không gian này thì quý cô chú và anh chị mình có thể đặt một cái tủ lạnh nè, một cái máy giặt nữa, rất là rộng rãi ha. Với mẫu nhà này thì mình có thêm một khoảng không gian ở sân sau, giếng trời. Nhà mình thuộc hướng Tây Nam nên là phía sau đón đủ nắng để cho quý cô chú và anh chị mình có thể phơi đồ ở khu vực này. Cũng được ốp lát gạch sạch sẽ hết rồi. Cửa được chọn cho mình là loại nhôm Sifa nè. Khoảng không gian sân sau sẽ thiết kế cho mình một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này bên trong cũng được ốp lát gạch sạch sẽ, các thiết bị vệ sinh cơ bản một số thì đã có sẵn cho quý cô chú và anh chị mình hết rồi. Dạ thì căn nhà này quý cô chú và anh chị mình nếu đang có tài chính trong tay khoảng tầm 800 triệu thôi, 800 đến 900 triệu là mình có thể sở hữu ngay căn nhà này rồi, đi sang tên công chứng luôn trong ngày thanh toán. Phần còn lại của mình sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay 50% giá trị của căn nhà. Vì nhà mình là sổ hồng riêng, đất ở tại đô thị nên là việc mà quý cô chú và anh chị mình cần ngân hàng hỗ trợ vay sẽ rất là thoải mái. Dạ, giá tổng của căn nhà này là 1 tỷ 750 triệu, giá thật 100%, cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác. Gia chủ sẽ chịu toàn bộ chi phí sang tên công chứng cho quý cô chú và anh chị mình luôn. Dạ, thì trên kênh của em á, lúc nào em cũng sẽ báo giá thật 100% để cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo đỡ phải mất thời gian. Kèm theo đó là em sẽ báo giá nhận nhà để cho quý cô chú và anh chị mình á, có một cái mức tài chính phù hợp thì mình cứ liên hệ và xem ngay căn nhà này. Dạ thì mời quý cô chú và anh chị cùng lên không gian ở trên lầu để mình tham quan căn nhà này nha. Cầu thang của mình thì cũng được ốp đá đen rất là sạch sẽ nè, tay cầm bằng gỗ, có ốp kính cường lực. Không gian trên lầu sẽ thiết kế cho mình tổng cộng là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của mình sẽ được đặt nằm giữa, tiện cho mình việc sử dụng chung. Nhà vệ sinh này bên trong cũng được ốp lát gạch sạch sẽ,
các thiết bị vệ sinh cơ bản của mình thì một số đã có sẵn như là bồn vệ sinh, bồn rửa tay và hoa sen. Dạ, đây là căn phòng đầu tiên ở trên lầu. Căn phòng này thì với diện tích rất là rộng rãi. Nhà mình thì có tổng cộng 3 phòng ngủ nên là quý cô chú và anh chị mình có thể mua cho gia đình ở từ 5-7 thành viên vẫn rất là rộng rãi. Căn phòng này thì quý cô chú và anh chị mình có thêm một ô cửa sổ nè. Cửa sổ được làm cho mình là loại nhôm sifa luôn, rất là chắc chắn và kiên cố. Ở phía sau nhà mình là view sông nên là không khí rất là trong lành và mát mẻ, đón gió, đón ánh sáng rất là thông thoáng. Dạ thì vị trí chính xác căn nhà của mình thuộc thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nằm ở phần quốc lộ 50 để cho quý cô chú và anh chị mình có thể di chuyển về các quận trung tâm thành phố từ 15 đến 30 phút thôi. Nhà mình cách ngã ba Tân Kim đúng 3 cây số nha quý cô chú và anh chị. Còn nếu quý cô chú và anh chị mình đang ở hướng quốc lộ 1A thì cứ kết bạn Zalo với em sẽ chia sẻ vị trí để cho quý cô chú và anh chị mình tìm ra tuyến đường mình thuận tiện để di chuyển. Nhà mình cũng có thể di chuyển theo hướng quốc lộ 1A luôn ha. Dạ. Còn đây là căn phòng cuối cùng. Căn phòng này thì mình có một cái lối đi ra ban công nè. Căn phòng này của mình á, có một lối ban công, hai bên thì trổ hai ô cửa sổ, các ổ điện đường dây đã được chừa sẵn đầy đủ để cho quý cô chú và anh chị mình về thì có thể tiện việc sử dụng ha. Dạ, ban công bên ngoài của mình á, cũng đã được rào lại bởi những thanh sắt rất là chắc chắn và kiên cố. Ở ngoài rất là mát mẻ luôn nha quý cô chú và anh chị. Dạ thì vừa rồi là toàn bộ thông tin về căn nhà ngang 4 dài 20 hôm nay. Một căn nhà nằm rất là gần với các quận trung tâm thành phố để cho quý cô chú và anh chị mình có thể di chuyển về các quận trung tâm thành phố ha. Diện tích là 4-20, thiết kế 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Pháp lý sổ hồng riêng có sẵn, sang tên công chứng trong ngày thanh toán. Giá tổng không phát sinh là 1.750.000.000. Quý cô chú và anh chị chỉ cần có trong tay tài chính 800-900 triệu là mình có thể sở hữu ngay căn nhà này rồi. Dạ thì vừa rồi là toàn bộ hết, em đã chia sẻ hết rồi. Nếu quý cô chú và anh chị có gì thắc mắc hay là những thông tin nào mà nãy giờ em chia sẻ chưa được rõ ràng, hãy gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ tư vấn lại rõ ràng hơn một lần nữa. Dạ cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Cũng không quên gửi lời chúc đến tất cả quý cô chú và anh chị, chúc cho quý cô chú và anh chị sớm tìm được căn nhà phù hợp và ưng ý nhất. Hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị trên video mới nhất của kênh Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh.